Nguyễn Quang Đạt sinh năm 1991, không phải là cái tên quá lạ lẫm trong giới trẻ. Anh chàng từng nổi đình đám trên khi được giới thiệu là cơ trưởng chính trẻ nhất Việt Nam vào năm 2015. Bên cạnh đó đó, Hà Trúc lại là cô nàng trang gian bốt dơ cực kỳ xinh đẹp, thậm chí còn được ví như bản sao của Hà Tăng. Hà Trúc và cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam Nguyễn Quang Đạt đang dính đi dấn hẹn hò một bên là cơ trưởng soàn xỉn xuyên đi hết nước này đến nước khác, một bên là giáo đồ du lịch di du khắp nơi, hai loài người nghe thì có vẻ có nhiều điểm hệt nhau nhưng chắc chẳng ai nghĩ đến việc họ có liên quan gì đến nhau đâu. Có ý thế mà bằng một loạt bằng chứng phan mới tìm ra, có vẻ như Hà Trúc và cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam đang có một mối quan hệ trên tình gamer thủ đấy. Mới đây, bằng sự nhanh mắt cũng như thích suy đoán của mình, nhiều người đã phát hình thành cả Hà Trúc và Quang Đạt đều đăng hình ảnh chết in tại cùng một địa điểm, trong cùng một thời gian, đó chính là một lớp quý phái xịn miệng ở bãi biển Vinh của Bali, Indonesia. Thậm chí, xăm soi kỹ hơn từng cái bàn, cái ghế hay đồ vật hình thành trong ảnh của hai người, người ta cũng chẳng thể tìm được điểm khác nhau. Hà Trúc và Quang Đạt đều đang ở Bali Indonesia, chưa thể cả hai còn check in cùng một địa điểm, cùng một thời. Đáng chú ý nhất tất nhiên phải kể đến việc tình cờ và bất thần thế nào là trong những bức ảnh Hà Trúc và Quang Đạt đăng lên đều có sự hình thành của một người giấu mặt. Trong to vi của mình, Hà Trúc nằm gối đầu lên một đôi chân trong khá cơ bắp, gân vuốt, còn Quang Đạt thì lại là một đôi chân thông dài sự hình thành của những đôi chân lạ trong to vi của cả hai càng làm khẳng định thêm nghi vấn. Trước đó, Hà Trúc còn từng đăng liếc mình liêm diêm trong vòng tay một chàng trai. Chàng trai đó có mặc một chiếc áo màu xanh na di nhạt. Và lại vô tình làm sao, ngay sau đó, Quang Đạt cũng có ảnh mình mặc một chiếc áo cùng màu như vậy. Trước đó, Hà Trúc từng đăng liếc mình liêm diêm trong vòng tay một chàng trai mặc áo xanh phải chăng đây chính là chàng trai đó? Một lần tình cờ thì có thể là tình cờ thật, chứ ba trừ bốn lần tình cờ thì chắc chắn là có chuyện rồi đó. Các fan đều đang mừng quýnh mừng quýnh vì sau cuối thần tượng mình cũng có đôi có cặp rồi. Chưa thể đến việc, nếu thực sự đang hẹn hò, Hà Trúc và Quang Đạt sẽ là một cặp đôi cực kỳ đẹp, các gamer thủ có thấy thế không?